Hello, xin chào các bạn. Thứ sáu rồi. Nhanh quá à, thời gian lúc này sao nó đi nhanh quá à. Chớp nhoáng cái cuối tuần, chớp nhoáng cái cuối tuần. Mình đi ra ngoài chợ, Costco đi, đi mua đồ. Thời gian đi nhanh nhưng mà nhanh chưa có như ý mình muốn, tại vì đang nôn muốn mua cái iPhone 12 Pro Max. Bữa nay thì họ ship cái iPhone 12 thường với cái iPhone 12 Pro, nghĩa là hai cái mà chính giữa đó, hai cái giá chính giữa đó. Cái giá mắc nhất là cái Pro Max, nó chưa có release, đến tháng sau mới release. Cứ mấy nay cứ nằm coi coi cái màu á, không biết chọn màu nào. Mình mới đầu mình thấy mình tính chọn màu xanh Midnight Blue hả, hay là cái gì Ocean Blue, Pacific Blue chứ. Màu đó nhìn nó đẹp ha, nhưng mà coi trên cái website thì thấy cái gold đó, cái màu vàng nó đẹp quá trời luôn, nó sáng giống như là bằng vàng luôn. Nhưng mà mình đã có cái màu vàng rồi. Yeah, nó cũng hợp với lại cái đồng hồ. Anh cũng không biết nữa. Nếu như mình mua cái màu xanh thì nó không có không có tông xì lơ, tông xì tông. Nó không có cùng màu nữa, hợp màu nữa, mà nó màu xanh với màu này phải mua mua đồng hồ mới luôn ha. Đồng hồ mới là 400. Ôi thôi không có mua đồng hồ đâu, thấy đồng hồ, cái đồng hồ mới nó có cái đo oxy trong người, oxygen. Yeah, bữa nay trời có một cái làn mây nhỏ mỏng ở trên, không có màu xanh mà ít nhất nó cũng không có lạnh lắm, không nắng, không nóng, không lạnh. Sáng thì lười biếng đi bộ quá cho nên bây giờ đến chiều mát rồi đi. Có cái tật hay để đến chiều cái lười biếng cái coi như là mình bỏ luôn, không có đi. Nôn mua cái iPhone quá. Nhưng mà mình thấy có một cái phone khác, gọi là Vivo X50. Cái máy chụp hình của nó rất là tốt luôn, ở trong nó có cái gimbal luôn, ở cho nó cái camera nó tự nhiên nó nhúc nhích vậy nè, mình cầm á, mình quay á nó không có bị rung. Cái iPhone thì nó có cái sensor nó chống rung phải không? Còn cái này thì nó nguyên cái camera luôn, nhưng giống như cái gimbal vậy đó, cái chống rung ở trong của cái camera luôn. Như là mechanical chống rung chứ không phải là cái điện tử nha, nó thật sự nó di động vậy nè. Khi mình cầm á, mình ngước lên nó cũng, cái camera nó ngước xuống, nó nghĩa là nó giữ lúc nào nó cũng giữ một vị trí nên quay phim rất là đẹp. Rồi chụp hình thì nó rất là nhiều, tới 48 megapixel luôn. Bán thì rẻ hơn iPhone nữa, ngồi nghĩ lại. Apple thì nó không có cái camera, nó cứ nói vậy chứ so với cái máy Vivo đó hình như của Samsung thì phải, quá xịn. Anyway, từ từ thì nó cũng release thôi, hết phone này ra phone khác. Mỗi năm nó lúc trước là mỗi năm nó ra hai loại phone thôi, một năm ra một lần. Lúc trước 6 tháng nó release một cái phone đó chứ, thấy không? Nó nhiều thứ, 6 cái phone 6, xong cái 6S trong 6 tháng trời. Theo đuổi mấy cái đồ này tốn tiền nhưng mà tại mới thích thôi. Lúc trước mình mua cái iPhone 8 mình nói là chắc mình không mua nữa đâu, hay là
cái nào nó hư luôn á, nhưng mà giờ tới lại thấy hứng mua. Yep. Ra Costco định mua mấy cái sườn, mình về có cái lò mới mua đó, tính cuối tuần này mình nướng. Mình có thấy còn mấy thằng con nó cũng không thích, qua làm cánh gà đó thì nó không ngon bằng chiên các bạn ơi, tại vì mình chiên nó có cái chất dầu. Chiên nó có dầu bên trong, nó chất dầu mỡ rồi đó, nó không tốt cho sức khỏe nhưng mà nó ăn nó ngon. Với lại chiên lên nó giòn phải không, cái da nó giòn. Còn cái nướng này rồi hôm qua mình nướng xong rồi mình nhúng vô trong cái teriyaki sauce, nó là nó không có mềm, nó không có. Lần sau mình ướp trước, ướp nước mắm trước ha, cho nó vô cho trong thịt luôn. Lần sau chắc làm đùi gà, nướng đùi gà thử. Giờ lỡ mua rồi phải tìm cách nấu cho nó ngon mình ăn chứ. Mình nghĩ chắc làm rau mấy cái gọi là cái bắp cải nhỏ mình nướng cái này chắc ngon hơn. Thịt thà thì mình phải thí nghiệm vài lần chắc có thể làm được, nhưng bây giờ thấy cái vẻ ăn con nó chơi, ăn có mấy miếng à, kén ăn quá. Costco mình cũng mua cũng không có bệnh, tại mình đang thèm cái trái kiwi đó, trái kiwi ăn vừa ngon vừa ngọt mà nó lại có vitamin C tốt cho sức khỏe, cho nên do đó mua lại chắc mua thịt trừ nè, có sườn heo, có cá salmon, không biết ăn salmon không ta, nào nó bán nguyên một miếng to quá, cắt ra để tủ lạnh ha. Lại đông lạnh nữa, mình chê đông lạnh chứ mấy người mình coi ở trên Alaska đó, họ giết một con, họ săn một con moose, là cái con nai ở Bắc Cực, nó to, nó cân tới 400 kg một con, là họ xẻ thịt ra là họ để trong tủ lạnh, nó ăn cả năm trời luôn. Mùa đông thì họ không cần tủ lạnh, họ chỉ để ở ngoài trời là nó đông cứng ngắc rồi. Họ săn mấy con thú mà không có xẻ, mổ xẻ liền để đó là hơi nó thành cứng ngắc luôn, nó đóng thành nước đá luôn. Nhất là mấy con thú nhỏ như sóc với lại thỏ đó, họ săn xong là họ mổ xẻ lấy da ra liền, ruột gan phèo phổi gì họ dục hết, họ chỉ lấy có trái tim. Có người, một người đó sống ở trên đó, họ săn con caribou, là con nai mà nai Bắc Cực á, nai mà ông già Noel cởi đó, phải không, để cái đầu, nguyên cái đầu ăn cuối cùng, ăn hết thế rồi còn cái đầu không, ảnh đem xách vô, ảnh cưa ra, móc cái móc con mắt á, ngoài sau mắt có mấy cục mỡ, ảnh ăn sống, trời ơi mình thấy ớn, hay thiệt. Ta nói sống ở trên đây phải ăn, phải tập ăn sống vậy. Cá mà lúc đầu mình cũng sợ ăn sống, lúc sau mình bị ăn sushi thì cũng quen. Ăn cá sống là sushi thì chỉ có mấy cái loại như cá thu với cá salmon, cá blue tuna rồi cá hamachi vậy thôi. Còn cái loại mà nó có da đó thì mình không dám ăn, sợ nó tanh. Tôm mình cũng ăn sống được, có cái mực sống rồi giờ chưa dám ăn. Nói vậy chứ lâu quá cũng không ăn sushi, tại nhà hàng không có cho vô ngồi ăn nữa, mà ăn sushi lấy về mua về thấy nó hết ngon. Hôm nọ 2 tháng rồi thì phải, lên thăm con gái thì hai cha con ăn sushi, đặt hàng xong tới lấy. Ôi chưa chờ, bữa nay thứ sáu người ta còn đi Costco đông quá. Thôi kệ, lỡ đi rồi. Mình
thấy đông đúc là mình ớn. Tránh chỗ đông, đi đi coi pháo bông hay là vô mấy cái Disneyland này nọ, hồi đó là mình chán nhất mấy cái đông. Bây giờ cái corona này là còn chống đông, người ta còn sợ đông. Chắc là đã... mấy người thích đi coi pháo bông đứng cả ngày trời. Năm ngoái đi Canada đó, đợi cả mấy tiếng hồ vô coi được cái chốt đỉnh xong. Anyway, tới nơi rồi, thôi mình cúp nha. Vào Costco. Bây giờ mình có cái lò nướng rồi, cái mình thấy cũng có rất nhiều món mình muốn thử. Có ngại cái là thằng con mình nó kén ăn quá rồi, mình thử mà nó không ăn á là mình lãnh đủ. Và những cái mấy những cái đồ ăn mà frozen á, cái đồ mà trong đông đá đó thì nó đói bụng là lấy ra và thảy vô cái lò đó cho nó bấm nút 10-15 phút cái là chín ăn. Mình chỉ có thấy có được cái pizza là nó chịu ăn à, mà không biết pizza hộp lại nó khác với lại cái pizza fresh pizza là mình mua ở ngoài á. Thằng kén ăn lắm các bạn. Cuối cùng chắc cái lò đó mình chỉ để nướng mấy cái rau thôi mà. Tính mua sườn heo mà nó bán gì đâu, một bịch quá trời nhiều luôn, ăn mình chỉ cần một miếng nhỏ thôi. Một cái slab thôi là một bên hông của cái sườn heo thôi mà nó bán gì ba cái nhập lại. Ăn ná thở. Nói nhớ hồi đó mình mới mua nhà đó, cái bắt đầu mua Costco membership đằng vô mua đồ nè. Mỗi lần đi mua trời ơi ăn không hết, ăn cả năm trời luôn. Thí dụ như mua dầu ăn nè, nó bán cho hai cái thùng bự thiệt là bự, rồi hay là sữa cái gì cũng vậy đó. Nhà mà gia đình đông á thì lợi, chứ còn như mình mua chỉ có thằng con nó ăn là mà mình kén, mình kiêng ăn tại mình không có ăn mấy cái tinh bột cho nên không có dám mua. Thật ra có rất nhiều đồ món đông lạnh để ngon lắm, giống như mì hoành thánh rồi mấy cái bánh mễ burrito pizza. Pizza chỉ có món pizza là mình dám mua bữa nay thôi. Thấy cá hồi bán cũng có tươi lắm nhưng mà mình bán mình một miếng, mình nướng chắc ăn chừng một miếng nhỏ xíu à chừng. Mà nhiều lúc mình ăn cá hồi mình cũng không cái hợp nữa, nhiều khi ăn xong cái bị dị ứng. Hồi ở Việt Nam mình ăn cá được mà sao giờ qua bên Mỹ ăn riết là tự nhiên mỗi lần ăn cá mình ớn ớn. Nấu cá canh chua đồ gì đó mình sao mình ăn không được, kỳ, ăn vô xong là cái bụng nó khó chịu đó. Bị ảnh hưởng nhìn đầu tanh tanh á, cái hơi là mửa ra kỳ cục. Sushi thì lại không sao nha. Lạ bị má chửi hoài đấy. Sushi cá sống thì mày ăn được mà cá kho mày không ăn. Con gái thì nó mê ăn salmon mà loại cá sống, nhiều khi mình mua cho nó ở chợ Nhật mình mới dám cho nó ăn sống, còn mấy đi suối ăn sushi là thế nào nó cũng kêu order sashimi, salmon. Ch-
Nay bị cái cục lười biếng nó nổi trên người rồi, cho nên chưa có đi bộ, nó không biết sao không thích. Có thể lười biếng nằm luôn rồi tới mai đi, mai thứ bảy thức sớm đi bộ bù. Đi xa thật là xa luôn, bù lại bài hôm nay. Đáng lẽ mùa này nó đi bộ dễ chịu lắm, mát mẻ. Mùa hè thì cứ lười biếng tại vì nóng. Mùa này thì mát mẻ mà cũng lười biếng luôn, nó thiệt tình. Cái lên Amazon tìm cái gì mua này mua nọ cho nó đỡ buồn, thiệt tình. Mua riết rồi để đó, rồi cái mai mốt dọn nhà đi thôi, biết bao nhiêu đồ. Hai lần dọn mua nhà, dọn nhà đi đó mình bỏ đồ hết à. Nhất là cái lần cuối mà mình bán cái nhà là mình dọn vô cái phòng, trời ơi quá trời đồ luôn. Giường nệm, tủ lạnh, máy giặt, cái gì cho bỏ hết cho lại. Nguyên cái dining table cũng tốt thì tốt, cũng bỏ lại luôn. Ok, thôi mình tạm ngưng nha. Chiều đi bộ có gì vui mình chia sẻ tiếp. Tạm chào các bạn.